Nữ chính Thương Ngày Nắng Về Ngoài Đời có cuộc hôn nhân không thuận buồm xuôi gió. Diễn viên đóng nhân vật chính Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về là Phan Minh Huyền. Trước đây, Minh Huyền thường được gọi với cái tên là Huyền Ly Di, nhưng hiện tại cô muốn trở lại với tên gốc của mình. Có lẽ Minh Huyền muốn mọi người nhìn cô ở một phiên bản trưởng thành, chín chắn hơn. Vân Trang trong phim là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, có số phận ngang trái. Minh Huyền ngoài đời cũng xinh đẹp, giỏi giang và có cuộc hôn nhân giang dở. Sinh năm 1990, Minh Huyền là hot girl nổi tiếng đời đầu của Hà Thành, là mẫu ảnh cho nhiều tờ báo thổi tin. Học ngành quản trị kinh doanh nhưng Minh Huyền sớm rẽ hướng sang hoạt động diễn xuất, cô tham gia không ít các bộ phim truyền hình phía Bắc. Khi tên tuổi đang được biết đến rộng rãi, Minh Huyền bất ngờ lên xe hoa vào năm 22 tuổi. Ông xã hơn nữ diễn viên 8 tuổi, cả hai có thời gian yêu nhau 5 năm trước khi về chung nhà. Theo nhiều nguồn tin, chồng Minh Huyền là một thiếu gia. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 5 năm. Họ sớm ly thân và cuối cùng quyết định ly hôn vào năm 2019. Nói về lý do tan vỡ hôn nhân, Minh Huyền chia sẻ đó là vì cô cảm thấy không còn phù hợp và xứng đáng sống bên nhau. Minh Huyền không quan tâm mọi người xung quanh nói gì và cô muốn sống cho bản thân mình. Sau ly hôn, Minh Huyền bắt đầu làm lại cuộc đời và sự nghiệp với hai bàn tay trắng. Cô vừa làm mẹ vừa làm bố của một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Được biết ngoài diễn xuất, Minh Huyền hiện tại còn kinh doanh và có cuộc sống ổn định. Ở tuổi 31, cô vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp mà bất cứ cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ.